chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Mặt Nạ Gương. Mặt Nạ Gương tập 4, ai là hung thủ làm bà Vân chết? Sau khi Hoa đi gặp ông Bắc vì nghi ngờ đầu mối từ ông này, ông Bắc không thể không liên quan đến cái chết của bà Vân. Khi có đến phẫu thuật ở thẩm mỹ viện Bắc Việt, Hoa và Ba Tan thấy ông Bắc cũng có những biểu hiện nghi vấn vì yêu cầu Tuấn phải trốn đi. Không khi Tuấn lại hỏi tại sao tôi phải trốn, chứng tỏ Tuấn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bà Vân. Nhưng lý do tại sao Tuấn lại có thể uy hiếp được ông Bắc và bà Diễm? Tại sao bà Diễm với nhân tình lại sợ Tuấn đến thế? Thì nhà Tuấn bị bắt, Diễm cũng rất sợ sệt. Nhưng thôi, nhân tình của bà Diễm lại trấn an yên tâm. Tuấn không thể làm gì được. Vậy có khi nào Tuấn sẽ bị thủ tiêu? Việc Hoa nói với ông Bắc cái chết của bà Vân là sự tắt trách của thẩm mỹ viện Bắc Việt. Sau khi bà Vân chết cũng không yên, đã bị đưa lên xe và vứt xác xuống sông nhằm phi tang. Việc Tuấn bị điều tra viên xác định là nghi phạm chính thực hiện hành vi vi phạm tội và bị truy nã có thể bắt đầu tháo gỡ khúc mắc hay không. Nhưng tình huống của bộ phim là chúng ta thấy các nhân vật như ông Bắc, Khôi, bà Diễm không thể tránh được không liên quan. Những người này có dấu tính điều gì khi cố gắng để Tuấn trốn đi xa khỏi nơi cư trú? Nhân vật bạn trai của bà Vân ở đây có thể là ai? Ai là người thực hiện ca mổ chơi cho bà Vân? Nguyên nhân của bà Vân chết là do liên quan đến cách cắt trong việc phẫu thuật thẩm mỹ hay do nguyên nhân khác? Ở đây tôi thấy có thể xác định người bạn trai của bà Vân là người lớn tuổi vì nói chú ấy khi nói với Hạnh con gái mình. Vậy hai nhân vật có thể là bạn trai của bà Vân ở đây có thể là ông Bắc và ông Nghị. Nhưng ông Nghị có thể loại ra vì khi mổ bà đã yêu cầu bác sĩ dừng lại, chứng tỏ bà không có tình cảm vượt mức bình thường. Nhưng đối với ông Bắc thì tôi nghi ngờ cao hơn vì đến chỗ đọc sách theo Hạnh kể là nơi bà Vân với bạn trai hay đến nói chuyện thì ông Bắc đến có vẻ thân quen và thấy ngạc nhiên khi Hoa mời đến đây để uống cà phê và nói chuyện. Ở trailer của tập 4 ta thấy ông Bắc đã hành hung Hoa vì cô đã nắm được điều gì đó, có thể là mối quan hệ giữa ông Bắc và bà Vân. Có thể ông Bắc đã có gia đình lại đang quan hệ ngoài luồng với bà Vân nên ông đã giấu kín khi Hoa nói đúng điểm mà ông Bắc muốn giấu. Vì nếu làm rõ được điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự nghiệp của ông Bắc, cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên ông đã đe dọa và uy hiếp Hoa. Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được ông Bắc là nguyên nhân cái chết của bà Vân. Vậy tại sao bà Diễm và Khôi lại lo sợ đến như vậy? Khả năng nào cái chết của bà Vân có liên quan đến Khôi, bà Diễm muốn giấu việc gì đó liên quan hay sao? Tuấn lại tại sao lại chấp nhận trốn vì tiền hay vì trách nhiệm liên quan đến cái chết của bà Vân? Theo tôi ở đây có một tình tiết là lịch mổ cho bà Vân là bà Diễm đứng sau giật dây để ông Nghị thực hiện ca mổ trên, nhưng ông Nghị cảm thấy bất thường nhưng lại không lý giải được. Vậy các nhân vật đang muốn che giấu điều gì? Theo tôi thì mỗi việc đều liên quan đến Khôi, trách nhiệm liên